đầu rồi. Chào anh Ma Đáo. Đó, người đẹp đi chợ. Lúc em vừa ngủ dậy trong vợ em bảo là bảo anh đấy là kia cho em đóng lên lúc anh ngủ đấy rồi. Sáng chợ đông lắm giờ này ván người mà. Này các thiếu nữ vùng cao 17 18 xinh gái không anh Ma Đáo? Đâu em ngồi chơi quay cảnh nói chuyện tí. Mà Trần Khải, Châu La Khải chưa thấy vào, vào nói chuyện mới hăng. Chợ Phiên anh ạ. Hello chị Phương Anh, chào chị Minh Minh. Vâng, chào chị Phương Anh. Sáng nhiều gái xinh lắm. Ô em gái. Em gái lâu không gặp xinh ấy. Chào chào chung nhá. Ông ở trong nghe ra đây chơi đi. Giá rẻ bất ngờ tình cờ mới có. Đấy, quần áo giá rẻ đây. Vâng đấy, 25.000 một cái. Đấy, chỉ có 25.000 một cái. Vâng đấy, giá rẻ bất ngờ tình cờ đấy. Đây, toàn quả ngon này. Ôi, quay lắm gì, lên truyền hình nhá. Đấy, gà đen đây này. Đây, người đẹp bán bạc đây. Bạc già đây. Người đẹp lấy hết can đảm cho mọi người xin một nụ cười nào. Hôm nay bán được nhiều không? Nhiều chứ. Bán hết bún tươi rồi nhỉ? Người có người rồi. Thôi. Đấy em lấy hết can đảm cho mọi người xin một nụ cười nào. Đấy đấy, cười tươi đấy nào. Như còn gì nữa. Nhớ cảnh này quá à, Lưu Xuân Trường. Đấy ông chủ kìa. Ở đây không thiếu cái gì nhá. Ngày trước á, còn phải dùng máy bay của Mỹ B-52 để đúc nồi, bây giờ không cần nữa. Live stream nhiều người xem lắm anh ạ. Còn
Sáng người ta đi chợ đông lắm, giờ này về hết rồi. Giá siêu rẻ cho bà con chỉ có 10.000 đồng ba sản phẩm, mà ba sản phẩm cũng chỉ có 10.000 đồng nào. Bà con có bình đứng chào Phượng Mỹ. Mệt quá có thể nằm xuống lượng nào. Tuần này không thấy em ra chợ. Bán được nhiều chưa bác? Chưa anh ạ. Gần hết rồi còn gì. Đi đâu ấy? Này. Nó đang lời cái tờ này này, chị ra này, cho bằng đấy nó mà lấy cái tờ ông kia kìa. Chợ gần tan rồi. Trang chợ giờ vắng rồi Phượng Mỹ, lúc nãy đông lắm. Chào tiếp sản phẩm của chúng em, kính chào tất cả bà con cô bác đang tham quan và mua sắm trong ngày hôm nay. Lâu nào xin mời bà con cô bác anh chị em chúng ta vào xem buôn lựa và cho đi vào. Ngày hôm nay chúng em vào đây bán phục vụ bà con cô chú chúng ta kích cầu mua sắm trong chương trình ba hạ giá giảm giá đây. Mua rau rừng là thêm. À, xe ai ngay ngang ấy nhỉ? Đại gia đấy, nhà hai ba ô tô. Chợ hôm nay tan nhanh ấy nhỉ. Lòng bò đây, lòng bò đây. Bò ngon đây. Một tính là phút là bao phút là bao tiền đấy? À, cái đấy là lợn khác, bò khác. Đi đảo một vòng chợ. Mày đúng không ạ? Hello. Mùi bánh thơm quá nhỉ. Xuống cấp gì? Nhìn cái bụng em là ai đã thích. Nhiều người, nhiều phụ nữ thiên bẩm sinh ra để là người làm người mẹ, làm người vợ, nhưng mà nhiều người không có được cái bụng như em á. Người ta mất bao nhiêu tiền của còn không được á. Chứ còn gì nữa. Nhà em nhỉ?
Đúng rồi. Mà phụ nữ không chữa được là không đẻ được là hỏng. Dạ, ở chợ phiên Sống Văn. Thứ năm đầy tháng à? Lại mưa rồi, lất phất mưa bay rồi. Chào thiếu tá. Thôi được rồi, em ngồi đây nói chuyện chút. Đây, cháu đang mời chú đấy. Chào đồng chí Dương Vi. Alo, chào nghe chú. Nghe rõ cháu? Nghe rõ. Chú nói to hơn chút. Đang làm cái gì đây? À, đang chợ. À, đi chợ, đi chợ vùng cao à? Vâng. À, thấy quay cảnh vùng cao yên bình, thanh bình, thấy nông dân mọi người ta đi mua sắm sửa thấy vui quá nhờ. Chợ đông đấy, không có một công an ấy, an ninh gì ở đây luôn á. Thì đấy, chợ Việt Nam mà làm gì có công an. Chợ Việt Nam, chợ đông vui, chợ vùng cao làm gì có công an đấy, làm gì? Công an người ta ta lo việc khác chứ đâu ai ra chợ làm gì? Đúng không? Dân chúng là được thoải mái đi chợ mua bán, đi chợ này, sắm sửa, đi chợ này để giao du văn hóa văn nghệ vùng miền chứ, đúng không? Công an ở đấy làm gì? Dạ. Đúng không? Công an là lực lượng là bảo vệ nhân dân. Công an là họ có việc của công an, họ đâu có ra chỗ đấy để làm gì? Đúng không? Chà anh Bằng Nguyễn. Ê, cái chỗ cháu đang đứng là chợ gì vậy? Chợ phiên đấy chú ạ. À, chợ phiên à? À, bao lâu thì họ phiên một lần? Lúc này đông người lắm, bây giờ người ta về nhà hết rồi. À, lúc này chật kín là... luôn đường á, cả trong chợ. À, tức là chú hỏi này, cái chợ phiên đấy là ngày nào cũng có hay là sao? Này, lấy đồ tàu ở đây. Đây. Làm gì có đồ tàu? Còn đồ Việt Nam không nhá? Quần áo ở bên kia, hoa quả thứ ở bên này, nhiều lắm. Ừ. Ba que làm gì có cửa. Nói chung là một số đặc sản ở trong Việt Nam ở đây không có, như máng cầu, máng tiết, các thứ là không có. Chào Lê Liên, chào con Phong Nguyễn. Chào con Phong Nguyễn. Đồ bây giờ đặc sản vùng cao cũng nhiều nha. Ông của nông dân cộng sản chỉ có ngày chợ là đi ra chợ mua hàng, mua hóa về ăn thôi. Còn ngày bình thường người ta chăm lo lao động sản xuất, kiếm tiền. Đấy. Ừ. Đúng không chú? Ta thanh bình như nó vậy chứ. À thì nhà nuôi lợn nuôi gà được rồi. Đúng rồi. Dân chúng bây giờ Việt Nam ta bây giờ nó phát triển từng ngày. Những anh em thanh niên ta ra học quán làm bát bún, bát phở hay bát tráng tố, uống vài ly rượu. Cả tuần gặp nhau làm vài ly rượu, thế là hàn huyên vài ba câu chuyện ra về. Ừ. Chào Trương Đồng Khởi. Chào Lê Liên. Cái tập tục ở vùng cao người ta có hay ra chợ uống rượu giống xưa không nhỉ? Dạ. Ở cái tập tục ở trên vùng cao như cháu ở, chú thấy như mấy người mà thanh niên họ ra chợ họ uống rượu á, họ uống rượu say á, có không? Bây giờ ít lắm chú ạ.
ngày à? Trước có, bây giờ ít lắm, bây giờ người ta văn hóa rồi, người ta chỉ uống vài ly, nếu mà có thích uống say thì người ta rủ nhau về về nhà thôi, về nhà thôi. Chứ ở quán ở chợ là nó chưa rồi. Chứ hồi xưa chú coi đấy vùng cao Đồng Văn đó họ. Vùng cao Đồng Văn đó họ ra chợ họ uống rượu rồi. Họ đi thổi kèn đó, thổi cái kèn gì ấy. Hay lắm. Bây giờ còn thổi kèn đó không nhỉ? Vâng, chào chú. Đây, chú mở mắt. Đây là phiên chợ thông thường thôi. Nếu mà phiên chợ người ta mở, ví dụ đem hàng hóa của người Việt Nam về nông thôn ấy, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, như ngày trước nó đông lắm, nó kéo dài 3-4 ngày cơ. Cô cháu 22 nghìn, bố ông chú. Phiên ở một tá thôi, một tá ở trong nông thôn thôi. Và bây giờ là chợ búa là nói chung là quá trời đúng không? Hàng hóa là nhiều, đầy áp luôn. Bây giờ chợ búa thì nói chung là không có thiếu cái thứ gì á. Ngay đúng cả vé máy bay muốn alo phát nó ship về tận nơi luôn. Hay nha. Đúng rồi. Bây giờ là khác xưa rồi. Giờ muốn ăn cái gì cũng có, không có tiền là có tất cả. Ngồi một chỗ ở miền Nam này, ngồi một chỗ gọi điện thoại mồi mè các thực phẩm ăn tận nhà luôn. Sướng lắm. Để cần bốc điện thoại lên cái là hoặc vào Go cái là thức ăn là muốn ăn cái gì cái là vào trang thức ăn là mang tới. Đặt trên mạng á. Vâng. Đồ nhậu. Mà vừa rồi cháu vào Nam cháu không kịp từ xa tới chú để mua thịt bò biết chân bò chân biết để làm món sốt bao chú cháu mình nhậu. Hôm bữa cháu vào chú không có để ý, chú không có biết là phải chi biết lên uống rượu mày tí. Mà cái lúc mà biết ra được rồi thì lên sợ muộn. Lúc mà thấy cháu lên chỗ anh Bằng Nguyễn á thì biết ra rồi thì mà bây giờ lên thì muộn quá ấy, khổ thế không biết quên đi. Lúc đấy chú cũng bận việc quá, công việc nhà đình với lại công việc buôn bán bận quá. Chào anh Nguyễn Đức nha. Ấy, trái đất tròn chả có ngày gặp nhau nữa mà lo gì, có duyên gặp à báo Nhân Vi. Cháu có thời gian mình... mấy giờ đi bài mày đi chỗ này chỗ kia nó cũng ở lại lâu ấy. Thì chú cũng để ý, chú cũng biết mà đi Vũng Tàu rồi đi gì đấy đi cháu đi gì từ đi cả gì gì nhờ đi xuống tận mũi Cà Mau luôn đúng không? Vâng, đi Cà Mau. Mười mấy ngày mà đi khắp nơi thế kia thì rồi chắc rồi cũng sẽ quay về thành phố Hồ Chí Minh. Mà cái lúc cháu quay về thành phố Hồ Chí Minh chú lại công việc, chú lại bận biểu, chú lại không lên mạng nữa. Cái khi cháu lên, cháu ngồi live chỗ nhà anh Bằng Nguyễn, chỗ các anh chị em thì tính lên là lại thôi. Tại bọn thôi ngại quá. Thế phải chứ chú mà gặp cháu, chú cháu mình quất nhau một trận nhờ, cho nó sai một cái nhờ. Dạ. Chú thì khoái uống rượu thôi. Chơi chắc cờ 2/9 lên gặp anh Bằng Nguyễn ngồi chơi đấu rượu với anh Bằng Nguyễn để kích anh Bằng Nguyễn uống bia, để cho tập cho anh Bằng Nguyễn uống bia đi. Thế anh Bằng Nguyễn uống trà đá với này cà phê với này nước ngọt không rồi chán lắm. Anh Bằng Nguyễn anh không uống bia được rượu, mình lên mình kích anh uống. Lớn tuổi rồi cũng phải uống cái đó cho nó tiêu hóa thức ăn cho khỏe người thôi, chứ mình đâu có suối bậy đâu. Đâu có suối bậy anh làm bậy đâu. Uống rượu ổn quá. Ở đó ổn, chợ mà ở chợ bao giờ nó ngồi nào. Cháu xài 4G hay là 5G đấy? Cháu xài 4G thôi, 5G thì nó đang trải nghiệm, đang thử nghiệm ở một số thành phố lớn thôi. Cháu xài 4G một tháng là cháu trả bao nhiêu?
Tùy thôi cháu, bởi vì nhà lắp wifi rồi, xong rồi xung quanh nhà cháu toàn wifi thôi, giờ qua là cháu livestream cháu đăng ký một lúc. Thì hiểu rồi. Thế bây giờ đất nước ta chỗ nào cũng wifi mà. Cháu chưa lắp wifi thì cháu xài gói cước tùy tháng, có tháng gói cước 120, có gói cước 90. Nhưng mà nếu mà đi chơi nhiều như được đi tham quan các thứ ấy, thì Tết được tiết các thứ là xài gói 300. Ê, bây giờ Việt Nam ta wifi quá trời, chỗ nào cũng có wifi hết. Cà phê, rồi quán nhậu, wifi đủ các kiểu. Thoải mái. Đấy, thoải mái wifi. Còn bé học hành nghề sinh nữa. Thôi chú cho, gặp cháu tí, trao đổi, nói chuyện cháu cho vui tí. Chú xuống chỗ làm việc nha. Dạ. Ngồi chơi tí. Chú cháu mạnh khỏe. Chú cháu mạnh khỏe. Vâng. Chú chuẩn bị đi cháu đã nghỉ ngơi. Tải vào nói chuyện tí, bà sọc nó vào chơi chém gió tí cho vui, nhưng mà mày không chém gió tải đâu. Cái bọn ba sọc, nếu đến cái bọn ba sọc tức anh ách mệt tụi nó lắm. Thì đây là chém gió thôi chứ bọn nó làm được cái gì đâu. Vâng. Thì bọn nó làm được cái gì, giống như cái diễn đàn của thằng Đông Tà cũng vậy, chú lên chú comment nó coi chú. Nó hết chú ra ngoài. Ôi, luôn. Nó lóc hết thôi. Lên chú lên nó lóc cái chú ra ngoài. lên chú nói nó lóc ra ngoài, lóc mấy nước vậy đấy. Ok. Lên treo gạo chú nó mà. Lên chủ yếu là phá diễn đàn cho nó, câu giờ phá diễn đàn cho nó thôi. Nó lóc mẹ mấy cái nick rồi. Giờ đấy còn nick nào để vào nó nữa. Bực mình. Tân Thái nó cho cháu lên diễn đàn, quay ra cháu làm cái video tố đó, rồi là bên kênh Đại Đồng Chính Trị đưa lên YouTube. Nó tức, nó không cho cháu lên, nó thấy cháu xuất hiện ở nick nào, nó lốc cháu nick đấy. Nó chuyện bẩn rồi đấy. Thái cái bọn đấy thì, bọn đấy làm gì mà sạch, bọn đó là, nó là bẩn từ nào giờ rồi. Chẳng qua, chẳng qua là mình vào diễn đàn đó mình nói cho những người mà ở dưới á, ở bên dưới họ nghe họ hiểu thôi, chứ còn nói với cái thằng Tân Thái bên ấy, Trương Đông Tà thì nói làm cái gì, chúng nó là cứ thành phần dân chủ cuội, thành phần cực đoan mà này. Nó là cực đoan rồi thì nói nó có nghe đâu. Ấy mình giải thích mình không biết ra của đấy con nghe nha. Ơi chào cháu nha. Chào Trần Thị Hiền nha, chú đi tắm rửa ăn cơm. Trần Thị Hiền. Này, không phải trưởng thôn nha Trần Thị Hiền nha, là nông dân. Trời lại mưa rồi. Nguyên phái vịt các thứ không thấy vào nhỉ. Thằng Tuấn. Hello. Đang ở chợ. Ở Dương Vi ơi. Dạ. Mày đang ở chợ nào vậy? Ở trong chợ nông thôn. À, tao. Chợ ở trên Vị Xuyên. Chợ Vị Xuyên phải không? Vâng. À. Tao người Vị Xuyên đấy nha mày. Tao người Hà Giang đấy, mày đừng giỡn tao nha. Dạ. Thế hôm nào phải chôn anh nghe được. Thế mà vừa rồi có Lão Long Thủy á. Lão Long Quang Thủy Trung không? Lão Long Thủy nói Phường Quang Trung không? Anh ở Phường Quang Trung à? Về đỡ ồn. Em gái, lấy hết cả đám cho anh xin nụ cười cho nó đấy. Em gái của em đấy anh. Thôi ra đây ngồi cạnh bà chủ bán chè này, nói chuyện live stream nữa đỡ ồn. Ngồi về đây.
cơm cho bây giờ. Ăn cơm sớm đấy. Ở đâu mà chợ, ở đâu mà giàu đấy, phát triển đấy em. Hả? Chợ, chợ ở bên kia Trung Quốc ạ. Toàn người Việt thôi anh ạ. Mua đồ có rẻ không em ơi? Mua đồ rẻ không? Em vẫn khỏe, mỗi tội tốt tiền. Ông Trần Khải đã biết ông dùng kiểu gì mà ồn thật ấy. Khải ăn quá ngon. Bởi vì ông vừa nhập một lô máy tính, nhập thì rẻ, bán thì đắt. Bán cho cán bộ thì thí dụ bán cho cán bộ nó bán đắt hơn 500. Ông bán đắt hơn 500, bán cho người dân bình thường ông bán rẻ 500. Cái máy tính 9,2 triệu ông bán cho người cán bộ ấy là 9,7 triệu. Bán cho người khác 9,2 triệu hoặc là thậm chí còn 8,7 triệu cơ. Ông Trần Khải làm ăn không phải vừa. Có ai nói lên nói chuyện cho vui không nhỉ? Ông Qua Nguyễn lên đi. Lên chém gió đi. Đằng nào like lát xong rồi em. Hello. Hello anh, ăn cơm rồi á? Hello. Thứ hai mà các thầy ăn cơm nhanh thế. Mấy giờ mà còn chưa ăn? Một giờ chưa? Đúng cuộc sống nông dân cộng sản khác nhỉ. Cà phê xong thì nằm. Cuộc sống nông dân cộng sản sướng ấy, ăn nhau nằm bóng đung đưa. Hôm nay chợ phiên hả em? Không nghe. Chợ phiên Hà Giang à? Dương Vi ơi. Đã. Hôm nay chợ phiên Hà Giang hả? Ở hôm nay chợ phiên Hà Giang hả? Vâng, chợ phiên Hà Giang ở trong cái xá rồi. Một xá nông thôn rồi. Hà Giang đấy. Gần năm rồi, gần năm chưa lên Hà Giang rồi. Có ai mà trên đường thì em cũng không có về hết rồi đâu hả? Mát gì chứ cơ. Ở trên này khí hậu mát mẻ này, con người thật thà. Là phụ nữ ở trên này rất là tinh tế nhá. Có anh đây cũng gần mưa này, đang chuẩn bị mưa này.
sắp hết chè đấy nhỉ, thím nhỉ, cô nhỉ. Đây, giống rau đây. Đấy, rau cỏ tự trồng, tự cung, tự cấp. Cái đám bà que lúc nào cũng xuyên tạc, toàn dùng đồ tàu mà có thấy đồ tàu đâu. Người dân người ta, những người có tuổi hay là có ý thức, người ta chấp hành luật giao thông. Ở trong nông thôn vẫn đi xe đội mũ bảo hiểm đo hoa. Chị ơi, có bán váy không? Giờ mày đi bán mà nó có thuốc rồi. Chào chú Lợi Minh. Sắp hết rồi. Đấy, mưa rồi. Chợ hôm nay tan nhanh đấy nhỉ. Mấy múc nó ra cầu cái xe chứ. Kéo dầu dưới chảy hết cái khóa chưa? Đi chỗ nào ngồi thông thoáng, chém gió tí. Chào đất và người Bạc Liêu. Chào Nguyễn Hiền. Chào chú Lợi Minh. Này, cô gái bán hàng cười xinh nhờ. Đấy, thế mà nông dân cộng sản, gái cộng sản lúc nào cũng xinh hơn gái bà que là cái chắc. Rất tuyệt mà luôn, mà áo ai? Quay ý luôn. Em luôn các bà. Còn hôm đấy lấy xe của bà áo rất tuyệt. Đây, bà thím này ở tận Linh Hồ đây. Đi chợ đây. Nha. Đây. Hạt giống dưa leo. Đấy. Bà que cứ xuyên tạc cái đồ tàu đây. Lê rất ngon. Vâng, chào chị Nguyễn Hiền. Chào em. Hôm nay bán được nhiều hàng không? Hả? Quay trộm đâu, anh quay công khai mà. Ôi nhiều tiền đấy. Thằng Thiện đâu rồi? Ai, cắt được nhiều tóc thế nhỉ? Mặt dài được nhiều ấy. Chào chị Nancy nhá. Này ra chợ. Thằng này đẹp trai nhưng mà nó cứ cắt tóc bịt khẩu trang vào để chống ấy. Chợ tan hết rồi. Anh em vui chơi bia thể thao. Bia phải hỏi Duy Nguyễn.
đi dạo dạo chợ một vòng xem xong về nhà ăn cơm thôi. Ăn cơm rồi lại lên diễn đàn Châu Lá Khải chơi. Đây đồ phục vụ cho nhà nông đây. Nông dân cộng sản là lúc nào cũng phải cần đến những cái này. Còn ba que toàn dùng võ mồm thôi. Ôi, nhiều người mua rồi, mình mua sắm đủ rồi. Đây nồi niêu xong chảo đầy đủ đây. Ngày trước không có nồi niêu xong chảo thì Việt Nam á toàn dùng máy bay Mỹ, cái cánh máy bay Mỹ với là vỏ bom vỏ đạn để dùng đúc ra nồi gang, nồi nhôm. Đấy, chậu đồng, thau đồng. Chào bà chủ, hôm nay bán được nhiêu không bà chủ? Ế rồi mà, ế hết rồi đây. Ví dụ hẳn một chậu tiền. Chào em Tâm xinh đẹp. Một chậu tiền đồng tiền 1-2 nghìn thôi. Tiền chắn này cất hết trong bao rồi. Không cất hết đi, để gió thổi bay rồi. Đấy. Nông dân cộng sản lúc nào cũng phòng, đề phòng. Sợ mưa có bão. Đấy. Lúc nào gái cộng sản cũng xinh hơn gái ba que. Chào thương Bùi. Chợ sáng đông lắm, giờ này trời kiểu lất phất mưa nên mọi người về gần hết rồi. Mấy con xe ô tô này vẫn ngon hơn mấy con xe ô tô như chị An Nhiên quay lên ở bên Cali chống cộng cực đoan. Xe này vẫn ngon hơn nhiều. Chợ đồng thế, đồng hàng thế, mà người thì đi đâu hết rồi. Vâng, chào chị. Sáng bán được nhiều không chị? Cơ bản là người ta vẫn chưa làm xong đồng ruộng mấy. Ôi dồi ôi, cười tươi thế. Không, em quay cho bọn chống cộng cực đoan với bọn phản động nó xem cuộc sống nông dân ở Việt Nam nó khác ở bọn nó ở bên Cali với Canada thế nào thôi. Vâng. Phát luôn cho họ xem à? Vâng. Đấy, người dân sống trong yên bình nha. Vẫy chào đây, anh chủ hàng vẫy chào đây, chúc chào bà con. Ông mãi xem này, đi chợ còn nằm không thèm trông hàng nữa này. Đấy, có ma mống nào người ta đến trộm cắp như ở bên Cali đâu. Mà không có cái camera nào nhá, ở trên này nhá. Đấy, toàn bạt thôi. Đảo một vòng qua chỗ đồng bào người Mông nhá. Ngủ như đúng rồi đây này.
Chào hành khách Quân nhá. Đây đồ thổ cẩm của đồng bào dân tộc người Mông đẹp không? Đấy. Cái này mỗi bộ bán bao nhiêu anh? Chọn bộ ấy. Hơn 3 triệu. Thì đó cũng đắt đấy, mà cầu kỳ, cái thời gian làm cầu kỳ á nhỉ. Đúng rồi, thương Bùi, xe ô tô ở bên Việt Nam một số chạy chợ, một số thì người ta dùng để chở dâu, dơm, chở cỏ cho trâu bò ăn thôi. À, chở trâu, chở bò để đi bán, chở phân. Đây, toàn đồ thủ cầm nhá. Đây mọi người xem em bán hàng này, người chắc chắn là người Hơm Mông, nhưng mà Hơm Mông này Hơm Mông Hà Nội nhá. Đấy. Dương Vi muốn được như em ấy cũng không được nhá. Bấm lô tay là đeo cái này. Quẩy tấu này để gùi. Cái khen người Mông đây. Không biết thổi, có được học đâu mà thổi. Đây các vị thuốc bắc đây. Cho nên người vùng cao lúc nào người ta cũng khỏe khoắn hơn, không bệnh tật nhiều. Thì cơ bản là người ta biết nhặt thuốc, cái thuốc nam, thuốc bắc, thứ người ta bệnh tật, cúm nhẹ, cúm cảm, những bệnh nhẹ thông thường thì người ta sử dụng bằng cái thuốc đông y của người ta, thuốc gia truyền ấy. Nên là nó hiệu quả hơn, với nó không kháng cái thuốc kháng sinh. Đây này. Vâng, qua Nguyễn, những người dân người ta làm ra những cái bộ thủ cầm nó đắt hơn. Làm đại đa số thủ công, cái công người ta ngồi làm nó phải mất tháng, 2 tháng mới làm được một bộ. Cho lại lên Facebook ấy. Đang bán mận đây. Bán hết rồi. Cũng chỉ có 10.000 đồng. Vâng, quay tới sân hàng 10.000 đồng 3 món của chúng em ngày hôm nay. Mà cứ đi thiếu cũng đáng sạc bà. Vâng, sân hàng 10.000 đồng 3 món của chúng em giảm giá, thì cứ xà vào mà mua nào. Không có cứ xà vào mà mua đi nào. Chỉ có 10.000 đồng. Chợ vắng quá rồi. Thôi Dương Vi cũng kết thúc cái live ở đây đi. Nếu mà rảnh chiều tối Dương Vi sẽ live nói chuyện về Ba Que sau, đam chấu với bọn lừa đảo, bọn phản động sau.